Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 ở nhiều địa phương thì Bộ Y tế đang xem xét cho phép 24 phòng xét nghiệm ở các địa phương được công bố ca dương tính Covid-19 mà không cần gửi mẫu ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Bộ Y tế cho biết đang xem xét cho phép 24 phòng xét nghiệm Covid-19 ở các địa phương được quyền công bố không cần phải gửi mẫu ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình xét nghiệm để có thể cách ly kịp thời, đặc biệt là các trường hợp như ở bệnh viện Bạch Mai. Bộ y tế cũng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nhắn tin cho tất cả người dân đã đi qua bệnh viện Bạch Mai trong vòng 10 phút để quản lý chặt chẽ. Hiện nay Bộ y tế đã lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ bệnh viện Bạch Mai ra soát chặt chẽ toàn bộ người đi từ bệnh viện Bạch Mai về các địa phương. Bộ này cũng sẽ làm việc với bệnh viện Bạch Mai để trích xuất camera lấy thông tin toàn bộ xe ra vào bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 đến nay. Trước đó, chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung đề xuất Bộ y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho phép Hà Nội được công bố các ca cá dương tính vì khi đó việc triển khai cách ly hệ F1, F2 sẽ được người dân chấp hành. Còn nếu trung ương chưa thông báo thì người dân có thể chưa chấp hành ngay.